Giáo án tu tập băng số 24 mặt A. Đường lối tu tập của đạo Phật. Còn tu chứng hay không, dường như các vị giảng kinh thuyết thiền gần như không có trách nhiệm với các đệ tử của mình, chỉ đổ thừa căn cơ thấp kém nên tu lâu. Và người đệ tử có chợt ngộ một trạng thái nào do cái tưởng dục lưu sức thì vội vàng ấn chứng cho người đó là ngộ Phật tánh. Nếu vị đó còn tham sân si thì bảo là còn tạp khí. Nghĩa là tôi ngộ Phật tánh sao giờ tôi còn giận quá vậy? Thì ông thiền sư biết sao vậy? Trả lời: nó tại còn tạp khí, Bồ Tát còn tạp khí mà, mình mới chúng sanh mà, cho nên giờ còn giận hơn là còn tạp khí chứ sao. Đó là cái đổ thừa để tránh né qua cái chỗ mình ấn chứng nó không đúng, chứ không phải là gì hết. Chứ còn một người tu rồi thì người ta đâu có còn tham sân si nữa, bởi vì ly dục ly bất thiện pháp mà có sơ thiền của người ta thôi. Thì đây là mới có cái giới đức của người ta, thứ của người ta mà người ta đã được ở chỗ đó rồi. Còn mình nó đi tới quá xa rồi, ngồi quá nhiều rồi mà thế mà vẫn còn tham sân si mà thấy được Phật tánh. Phật tánh nếu vị đó còn tham sân si thì bảo là còn tạp khí. Hầu hết các vị tu theo kinh giáo và thiền thời nay không có kinh nghiệm của bậc chân tu, nên hỏi ra vị nào cũng còn tham sân si như thế tục. Tuy cường độ có giảm nhẹ hơn một chút, thậm chí như các bậc thầy, giảng sư, thiền sư vẫn còn tạp khí, nên che đậy bằng lối Bồ Tát còn tạp khí. Đúng ra là họ tu chưa đúng pháp môn của Phật, chỉ tưởng tượng theo chữ nghĩa, theo các tổ đi trước, người trước sai, người sau kế tục cũng thành sai, và tiếp tục sai mãi, từ đó Phật giáo có người tu mà mất gốc, không còn ai tu chứng nữa. Phải biết thời này, dạy giới bổn Patimokkha không thích hợp với trào lưu hiện tại. Vì thế giới sự kiến văn kiếp thời nay dạy giới bổn Patimokkha không thích hợp với trào lưu hiện tại. Vì cái giai đoạn của Phật giáo hiện giờ nó không có hợp. Vì mọi người người ta đua theo cái đà mà dục vọng á, thì mình dạy giới luật không có phù hợp đâu. Cho nên ở đây đem giới luật ra mà dạy thì nó không thích hợp ở trong cái thời đại của chúng ta. Thiền sư và kinh sư dễ kinh doanh làm ăn hơn, giới sư khó kinh doanh, nên các vị đều lặng mất, chỉ dạy lấy có mà thôi. Kinh sách thuộc về giới cũng ít người thèm đọc, nên bán ế ẩm. Còn kinh sách thiền và kinh thì bán chạy như tôm tươi. Hễ tưởng giải ra một loại thiền nào hợp lý một chút là dễ bán, cho nên có những thiền sư lại giả dựa vào khoa học khuếch đại thiền tông để gạt người kinh doanh lợi dưỡng cho mình. Nghĩa là người ta lấy cái sách thiền đó, người ta thấy bây giờ trong cái Phật giáo dạy thiền như vậy, bắt đầu họ nghiên cứu qua cái sách khoa học đi, rồi họ dựa vào đó cái họ dạy thiền như là khoa học vậy đó, để cho người ta thấy nó có gì mới mẻ hơn chút, cho nên họ tu nhau là họ mua sách thiền của ông này dữ tợn. Từ đó cái danh ông cũng có, rồi cái lợi thì ông này cũng thu cũng nhiều. Đó là cái sự kinh doanh của các cái vị thiền sư mà chưa có tu chứng. Đó là những cái việc làm của họ là cái việc làm như vậy đó. Nhưng mà chính bản thân của họ, họ cũng chưa biết cái điều đó nữa. Họ chỉ nghĩ rằng mình nghĩ vậy là đúng, để đem ra để phổ biến cho người ta tu. Mà chính bản thân họ thì chưa có giải thoát được cái đó, nhưng mà họ nghĩ rằng có thể giải thoát được. Mình tu thì dẫn người khác tu theo cũng được, cũng tốt. Thế nào rồi thầy trò cũng giải thoát nhau hết. Nhưng mà cuối cùng thì đi xuống hố thẳm hết cả đó. Tuy giai đoạn Phật giáo hiện tại, kinh sư và thiền sư là những tay lấy Phật pháp kinh doanh làm ăn lớn nhất. Đáng thương cho những người Phật tử u mê nghe sao làm vậy, chẳng có trí phán đoán đúng sai phải trái của đạo, nên bị lừa bịp rất là đáng thương. Thầy nói thì các thầy cứ suy ngẫm rồi, từ 20-30 năm, 40-50 năm nay người ta tu đến đâu, có đúng bị lừa bịp không?
bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ vợ, bỏ con, bỏ cả tài sản đi vô chùa tu. Đến bây giờ hai bàn tay trắng, nhìn lại hai bàn tay trắng, có làm chủ được sống chết chưa? Có giải thoát hết được tham sân si chưa? Đạo Phật thì không giấu người, mà người bây giờ giải đạo thì giấu người. Thì đó là những cái nguyên nhân mà hôm nay thầy nói để cho thấy rằng giới luật của Phật là một cái điều phải nói rằng giúp cho chúng ta vượt thoát ra những cái điều mà mê muội mà không theo cái lời nói của người khác. Bởi vì mình thấy cái vị thầy đó phá giới là tức là tà sư rồi, chứ không phải là cái thứ thiền sư chính tám đâu. Một ông thầy mà giữ gìn đúng giới hạnh thì tức là dễ thấy nhất, chứ còn cái gì mà giới hạnh không đúng thì tức là ông thầy đó là cái loại gì? Không phải là tà sư dẫn mình đi đến đâu, dẫn mình đi vào tà pháp, rơi vào hố hẳm chứ làm gì. Cho nên muốn chọn một bậc thầy, không phải đụng thầy nào cũng chọn đâu, mà phải chọn những cái bậc giới hạnh hẳn hoài đàng hoàng thì đó là thầy của mình. Mà giới hạnh không hẳn hoài thì thôi thôi từ giả đi, mấy ông này là tà sư ngoại đạo, mượn cái điều gì đó để rồi lý luận cho nghe cho thông đó, rồi làm cho mình khoái cái lỗ tai mê theo mà đâm đầu chạy, thì suốt cuộc đời của mình đó, thì chẳng qua là đi xuống địa ngục chứ không có đi lên thiên đường được đâu. Đây quý thầy nghe giới sư thánh nghiêm nói: người học giới trì giới tuyệt đối chẳng dám lạm thu đồ chúng, bằng không tức là phạm giới. Nghĩa là thu đồ chúng, người mà giới sư á, mà ông thánh nghiêm á, là ông thuộc về loại giới sư đó, ông xác định như thế này: người mà học giới đó, mà trì giới mà tuyệt đối á, thì chẳng dám lạm thu đệ tử, mà hễ thu đệ tử á, thì phạm giới. Tại sao vậy? Ông thì ông cố gắng giữ gìn giới hạnh nghiêm túc, mà đệ tử ông ăn lén hai ba bữa thì ăn trái cây hoặc ăn đường thử hỏi có phạm không? Ông dạy đệ tử ông phạm giới là ông cũng phạm chứ gì. Cho nên ông đâu có dám thu đệ tử. Thu đệ tử đông nó phạm tùm lum hết, bảo nó đừng nói chuyện, nó nói chuyện thì ông thầy cũng bị tội chứ đâu phải không? Các thầy nghĩ bây giờ thầy thu ở đây là mười mấy vị nè, mà bảo đừng nói chuyện độc cư, mà mấy ông cứ nói chuyện độc cư, nói chuyện thế tục, nói chuyện nhà chuyện cửa không, thì thầy cũng phạm tội trong đó chứ. Bởi vì cái giới tràng ở đây nó phải thanh tịnh, nó nghiêm tịnh ở trong thầm lặng chứ, sao lại có chuyện động vậy? Người này đi qua thất người kia, người kia qua thất người nọ, thì nó làm động vậy là thầy đã phạm giới rồi. Phật đã dạy cái trong giới bổn mà phải thầm lặng, phải sống cô đơn, đó là những cái giới của người ta rõ ràng, chứ đâu phải là cái chuyện mà cái chuyện là nói đó là cái pháp đó. Thì quý thầy thấy một cái người mà làm giới sư mà nhận đệ tử, mà đệ tử làm sai là người là ông thầy đó phải có lỗi rồi, mà có lỗi thì phải đọa địa ngục thôi chứ làm sao không. Cho nên thầy còn dám nhận không, ẩn bóng không, phải không? Đã thấy nhận mà mình đã cứ phạm lỗi hoài để mà dạy đệ tử không nghe thì tức là mình chịu cái lỗi đó chứ ai chịu. Cho nên do đó thì thầy ẩn bóng là phải chứ. Nếu mà không ẩn bóng ngồi đây thì sau khi cái giáo án này ra thì ai nghe cũng hay hết. Trời ơi, tuyệt vời. Tu có thần thông như vậy, tu có gì cũng hay hết. Do đó tập trung về đây mà tu thì cả trăm hai ba trăm người thì thử hỏi, cả trăm hai ba trăm người phạm giới. Hồi đó bây giờ thầy có mười mấy người phạm giới thôi, nó còn nhẹ. Bây giờ cả trăm hai ba trăm người thì thấy thầy xuống địa ngục sớm chứ gì. Phải không? Các thầy thấy cái điều đó. Cho nên thầy đâu dám. Người mà biết giữ giới rồi rất là sợ. Đó thì Thánh Nghiêm đã nói như vậy. Do đó nếu muốn lập chí hoằng giới, trước tiên cần phải chuẩn bị chịu cam khổ. Bản thân là một người hoằng giới, sinh hoạt của người ấy chắc chắn phải là một vị tỳ kheo khắc khổ, vận dụng nuôi thân chẳng dám quá tốt, bằng không sẽ thành phạm giới. Nuôi thân cũng chẳng phải dám ăn cái gì ngon ngọt hết, cho nên nó đâu có dám tầm bậy tầm bạ được, cho nên nó quá khắc khổ rồi, bằng không thì sẽ phạm giới. Còn mấy ông thiền sư giới, mấy ông thiền sư kinh sư, các thầy thấy nghĩ sao? Ăn uống lúc nào cũng được, bánh trái lia lịa, cho nên ông nào nấy mập phì ra hết, có ông nào ốm đâu, phải không? Còn mấy ông mà giới sư đó, trời đất ơi, cái mình đó, còn có bằng cái xương cũng như con khỉ, cái đít ông ngồi mà lật lên nó chai hai cục, bởi vì có thịt đâu mà không chai. Phật giáo hiện giờ ở Việt Nam vốn đã đánh mất một cái tập quán quý chuộng giới luật. Nghĩa là bây giờ nói chung là Phật giáo Việt Nam của mình là không có quý chuộng giới luật đâu. Cho nên hầu hết là quý thầy cũng như cư sĩ cũng đều là không có quý chuộng cái giới luật đâu. Cho nên thầy nói đây là cái sự thật. Phật giáo hiện giờ ở Việt Nam vốn đã đánh mất cái tạp quán quý chuộng giới luật. Họ bây giờ quý chuộng thiền à, quý chuộng học cho đổ bằng cử nhân Phật học, tiến sĩ Phật học, đó là cái quý chuộng của họ đó. Chứ còn cái mà quý chuộng về giới luật thì chẳng có ông thầy nào mà muốn học giới luật hết. Vì thế chúng ta đề xướng hoằng dương giới luật, đâu phải gặp những hoàn cảnh chẳng quý chuộng giới luật,
của giáo hội cũng như của các tu sĩ trong toàn nước. Nghĩa là khi mà chúng ta hoằng dương giới luật á, thì điều mà chúng ta gặp khó khăn nhất trong mọi hoàn cảnh chống đối của quý vị, mà ngay của giáo hội nữa, chứ chưa nói gì khác nữa. Mặc dù là họ không nói được, nhưng mà họ cũng tìm cách ngầm để mà phá cái người mà hoằng dương cái giới luật đó đi. Để sao? Để cho họ nó được tự tại một chút, nó không có sợ hãi. Chứ còn nếu mà cái giới luật mà nó hoằng dương được hưng thịnh á, thì mấy ông nó phải đi vào trong cái khuôn khổ hết, mặc dù là đó là những ông giáo hội, chứ không phải là ngoài ra nữa. Bởi vì giáo hội cũng đều là tu sĩ của Phật giáo, cho nên phải thực hiện từ ông lớn đến ông nhỏ, từ hòa thượng. Mà mấy ông già là bây giờ thì mấy ông ăn ba bữa ông quen rồi, mà bắt đầu bây giờ bắt mà ông ăn bữa mà ông già kiểu đó chắc là ông chắc chết luôn chứ đâu có sống nổi. Cho nên làm sao mà ông không tìm cách ông phá đi đó, thì quý thầy thấy cái chỗ, do cái chỗ đó mà cái người hoằng dương cái giới luật rất là khó. Nhưng mà thầy nghĩ rằng đối với thầy hoằng dương là không khó, tại vì thầy có cái giới hành của nó theo. Cho nên một cái giới mà thầy dạy cho cái người nào đó thì cái người đó phải áp dụng cái giới hành theo. Cho nên khi mà cái giới của họ bắt đầu vào thì họ sẽ có một sự mát lạnh ở trong cái sự an ổn tinh thần của họ. Cho nên họ thấy mỗi cái giới là một cái sung sướng của họ, chứ không phải là một cái giới là trói buộc họ, làm cho họ khô cằn khô cỗi trong cái cuộc sống chết chóc, trong cái cuộc sống họ bất hạnh phúc đó đâu. Cho nên thầy không ngán chỗ đó đâu. Vì vậy mà thầy luôn luôn ca tụng giới luật, ca tụng cái giới, cái đức giới của Phật. Đó là một sự trở ngại lớn nhất cho sự hoằng dương giới luật. Vì mọi tu sĩ đang sợ người đem lý do của giới luật ra để câu thúc hoặc phê bình đã kích họ, cho nên nghe giới luật là họ đã không an tâm. Đại sư Hoằng Nhất dạy luật, ngài nói rất nhiều nơi chẳng quan nghinh ngài, thậm chí thấy ngài ăn mặc là một giới sư thiểu dục tri túc thì người ta coi ngài như là một quái vật. Bây giờ mấy ông kinh sư, mấy ông thiền sư thì mặc đồ lè lẹt, giải đồ thì tốt đẹp, còn cái ông giới sư thì mặc đồ giá rách rưới lang thang. Rồi họ thấy cái ông kinh sư, ông giới sư thì họ coi như là con quái vật giữa các ông đó rồi. Cái kia người ta bệ vệ như một ông quan, còn cái này đi có lộn khộn như con khỉ, thì như vậy là con quái vật chứ gì. Các thầy thấy chưa đó. Cho nên ông Hoằng Nhất ông nói ông là cái người mà hoằng dương cái giới luật đó, mà ông đi ra ngoài người ta xem ông là con quái vật, đúng không? Bởi vì giới sư thì phải thiểu dục tri túc rồi, thế mà giữ thiểu dục tri túc có bình bát với ba y rồi mà đi lỡ đường rồi mà không giặt được, trời, đi đến ông giới sư này xong mà hồ rừng. Còn đến cái ông mà thiền sư á, dưới cái ông mà giới sư á, ở kinh sư á, trời ơi, nó thôm tho mà có dụng thôm nữa chứ, giặt quần áo bằng xà bông thôm, phải không? Còn cái ông giới sư này ông đâu dám làm điều đó. Cho nên đi mà một ngày đi như vậy á, đâu có nghĩ mà có một bộ đồ làm sao thay. Đi thì phải y trung y hạ trong phải mặc đầy đủ, y hoài thì y lớn, y thượng thì phải chàng, đặng quay nghi tế hạnh của mình. Thế rồi đi tới chiều tối chưa có nước nôi chỗ nào đó, mà lại gần nhà ai thử coi, cái mình ổng nó hôi cũng như là cái đống rác chứ còn cái gì nữa. Cho nên tới đâu ai cũng bịt mũi hết, trời, con quái vật nó đến nhà tôi, chứ đâu phải. Cho nên giới sư quá khổ. Vì thế mà giữ gìn giới hạnh của Phật không phải đơn giản. Cho nên chính cái kinh nghiệm của Hoằng Nhất, người mà dạy giới luật này, ông Hoằng Dương giới luật, ông nói đến đâu thì người ta không có quan nghênh mình chút nào hết, nói xong khô khan quá, không ai nghe nó hay ho gì hết. Còn mấy ông mà kinh sư với thiền sư nói người ta quan nghênh, người ta tập trung, người ta nghe. Cho nên ông nói có một cái ở trong kinh giới thuật lại, ông đi Hoằng Dương cái giới luật á, có nhiều chỗ người ta đến có hai ba người à, thậm chí như người ta nghe nói giới luật ta chưa có biết, nghe ông đến giảng thì bắt đầu người ta tập trung được hai ba chục người, nghe hơi dồn lại, còn con ông ngồi đó mà ngủ gục, chứ không phải thức được đâu, ngồi mà ngủ, còn mấy ông kia đi hết rồi. Bởi thầy nghe thầy nói thiệt, nó chán thiệt, cứ đem ba kinh bổn mà dạy người ta, rồi mình giữ cái hạnh thì đi ra ngoài họ coi mình như con quái vật. Bởi vì hạnh của giới luật, của thiền sư mà, của giới sư tri túc thiểu dục thì giống như con quái vật rồi, chứ không còn gì nữa khác. Thật sự mình suy ngẫm lại đúng, ông Hoằng Nhất ông nói rất đúng. Chúng ta phải thấy đó, cái điều đó là cái điều thực của ông nhắc lại qua kinh nghiệm mà đi hoằng giới. Ngược lại, cho thầy tỳ kheo sinh hoạt đúng hạnh, tỳ kheo là quái vật,
nghĩa là mình so sánh cái hành với luật thì nó là quái vật, chẳng phải là kỳ quái sao? Nghĩa là nhìn thấy nó rất là kỳ quái. Đúng là kỳ quái, không có người ta ai cũng là mặc đồ bệ vệ coi nó sang cả. Phật tử thì rần rộ hầu hạ, con này đi lổm tổm không ai hầu hạ hết, mà leo teo ốm nhôm ốm nhách như con khỉ, ăn uống như vậy làm sao mập được như người ta. Ngày một bữa mà ăn không dám ngon nữa, ăn không có dám mà ăn ngon, ai cho sữa cho bơ không dám uống, uống nó không có đúng cái hạnh, cho nên đâu có dám lợi dưỡng, vì vậy mà ốm nhôm nha. Còn mấy ông thiền sư kinh sư uống đã thôi, uống cũng không hết thôi, nhiều khi có đổ nữa. Thì đó là những cái mà chúng ta thấy nó giữa hai cái này, ai chọn cái nào? Đời phải chọn cái sướng hơn chứ ai chọn cái khổ. Mà chọn cái khổ mà theo kiểu mà ông Hoàng Nhất này thì chắc chắn là ai dám chọn đó. Nhưng dù nói thế nào, trong hoàn cảnh Phật giáo hiện giờ của đất nước thì giới luật là một chướng ngại cho cuộc sống sinh hoạt trong các chùa bây giờ. Bây giờ các thầy nghĩ và có phải giới luật là một cái chướng ngại rất lớn cho sinh hoạt trong các chùa? Họ làm những cái chuyện không có đúng cách hết rồi, làm sao mà giới luật đưa ra một cái là cỡ như chùa họ phải dẹp rồi, từ cái chùa to đó họ thành cái chỗ mà khổ cho người ta đứng, không có được. Bởi vì ông thầy mà đâu có, ông thầy mà giới luật thì không có ở chỗ nên sang cả, ở chờ tranh vách lá nó mới đúng cái hạnh của người tu giới luật chứ. Còn ông thầy gì mà ở cái phòng sao mà tường cao cửa rộng cửa kiến rồi đầy đủ rồi máy điều hòa không khí cũng đầy đúng đó, thì tức là còn cái gì nữa mà giới luật đó. Thì quý thầy thấy cái vấn đề đó là cái vấn đề mà bây giờ nó là cái chướng ngại cho cái sự sinh hoạt mà chúng ta đem giới luật ra dạy trong các chùa bây giờ. Khó lắm, không mấy chùa nào giờ cũng vậy hết, không có thấy chùa nào mà có giới luật bây giờ đem ra dạy, ai chấp nhận? Mà người ta tập thể đông, người ta đập nhẹp mình xuống liền, tức khắc đi đường không biết chừng cho xe hơi đụng mình nữa. Cái ông mà dạy giới luật đi bộ chứ đâu dám đi xe, cho nên xe nó sao nó chỉ cái xe Honda nó ủi một cái là ông thầy cũng tiêu mạng rồi, để ông nói lắp ráp để mình ở trong chùa không có yên. Thì các thầy thấy cái vấn đề đó là tai nạn lưu thông, có ông thầy nào mà chịu tội? Thằng mà nó lái xe nó lỡ đụng đó thì ở tù ba ông tháng thôi, chứ tôi đâu phải tôi quyết tôi giết ông đâu. Các con thấy cái chuyện đó là đi làm giới sư có sướng không? Khổ sở mà lại sống cái hạnh thiểu dục tri túc nữa, trời Phật đâu không thấy, mà thấy toàn là thứ khổ không, thì như vậy là có ham không? Đâu có ham. Giới kinh và giới bổn là những bản kinh được in ấn hẳn hoài, thì sự hoằng dương giới luật mọi người không thể phản đối được. Nghĩa là giới kinh và giới bổn bây giờ nó có hẳn hoài rồi đó, thì mình đem ra giảng thì không ai phản đối được hết. Nhưng mà họ lén họ ủi mình sao, chứ đâu phải mà diễn thường được. Cho nên đem giới ra thì nói là ông thầy nào cũng câm miệng hết à, ngồi đó mà ngậm miệng đó, chứ còn không dám nói gì hết. Nhưng mà ở sau lưng nó lén đâm à, chứ không phải là chuyện đùa được. Chẳng lấy lý do chỗ nào phỉ bán công khai được, nghĩa là đem giới luật ra thì họ không có dạch cái chỗ nào mà họ công khai phỉ bán mình được hết, mà cũng không thể nào thủ tiêu được giới luật đó. Bây giờ nó nhan nhản là nó có kinh sách hẳn hồi rồi, đâu có thủ tiêu được. Hồi đó thì cái bộ luật mà đầu tiên ra thì nó chia làm 20 bộ phái, thì người ta đồng ý với nhau, bây giờ nó chia ra rồi thì mỗi người có bộ luật riêng rồi, thì bắt đầu mình thủ tiêu cái bộ chánh này đi, để cho bộ luật mình nó trơn chánh hơn, chứ còn mình để nó đây rồi nó làm cái gốc, là cái những cái bộ luật của mình nó đâu có được. Cho nên mấy ổng đồng ý nhau, bị chia 25 bộ phái, thuận tạ bộ rồi đại chúng bộ, chia làm 25 bộ phái rồi bắt đầu mấy ông thầy lớn đồng ý đốt sạch cái bộ của ông Ca Diếp đi cho rồi, để cái thứ này nó mất công mình, sau này mình có lý luận mình nói rằng tại hồi đó ổng mấy ông viết chữ nó có vậy thôi, đó là quá rõ ràng rồi, cho nên nó rất dễ dàng. Vì vậy mà mấy ổng thủ tiêu đi, mới đặt ra 20 bộ luật của mấy ổng. Sau này thì người ta kết tập lại còn 6 bộ. Người ta coi những cái điểm dị đồng và những cái điểm mà nó khác biệt, người ta kết tập lại, cho nên nó còn 6 bộ mà thôi. Do đó bây giờ chúng ta cũng thấy khổ sở trong cái 6 bộ luật này dữ lắm, chứ không phải dễ. Họ không thủ tiêu được giới luật của chúng ta được. Nghĩa là giới luật bây giờ nó thành văn rồi, kinh ở kinh bây giờ nó cũng có kinh giới, nó thành ra văn bản rồi. Họ không thủ tiêu được những cái bản kinh, bản giới này được nữa. Mà chỉ còn có cách là ngăn chặn, không cho người khác tự do hợp tác. Nghĩa là bây giờ ông dạy giới luật không do học trò mình vô học theo ông đó đâu. Mày vô học có tập từ mày á, không có cho học trò theo. Cho nên không có cho người hợp tác, mà cũng có cho giúp đỡ nữa. Đừng có cho Phật tử cúng dường ổng, biết ổng tiêu luôn, cái thì ổng cũng làm con sao hoằng giới được. Đó là những cái cách ngăn chặn, mà ngăn chặn bằng cách đó, chứ không phải là đem giới luật mà
chỉ trích à, ông nói giới luật vậy là sai là này kia, không, không dám nói đâu, vì giới luật mà đâu có gì sai được, cho nên không có nói điều đó được, không có phê phán, không chỉ trích được. Cũng như thiền tông thì người ta lấy thiền này thiền kia người ta so sánh, ta chỉ trích, còn giới luật thì không có lấy cái chỗ nào mà chỉ trích được hết, cho nên không có chỉ trích rằng ông nói dạ sai vậy đúng được, mà chỉ còn cách là mình không có cho người hợp tác với ông ta thôi, để ông phát triển không được. Cái thứ hai á, là mình bưng bít đi mọi sách của ông ra ta mà phổ biến ra, thì mình bưng bít, mình đừng có cho nó phổ biến rộng, thì tức là nó không có rộng rãi ra thì người ta cũng không hiểu giới luật. Cho nên cái khéo léo là nói cư sĩ không được đọc giới luật, đọc giới luật là tọa đạ địa ngục, cho nên giới cư sĩ mà vô hàng sách mà gặp thấy cuốn luật không dám mua, phải không? Các thầy thấy rõ mà, bởi vì vô chùa mấy ông thầy đã dạy rồi, mấy ông cùng cư sĩ không có được đọc giới luật, đọc giới luật thì mất gốc, không có tu hành được đâu, cho nên mấy ông nó sợ thấy giới luật thì không dám mua. Chứ mấy ông cũng muốn đọc lắm nhưng mà không dám mua, mua sợ mình đọc vậy đi. Cho nên có người nói với thầy, con đọc cái cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm, à con mới thọ sa di à, mà con đọc kinh Thủ Lăng Nghiêm nói thọ sa di thì chưa có thọ giới phụ túc thì không có được đọc giới luật của tỳ kheo, cho nên con được cái bộ giới luật của một cái người bạn con tặng mà con không dám đọc ở trong đó, sợ nó mất cái căn tu đi. Đó thì đó là những cái mà người ta làm cho nó bị hạn chế đi, nó làm cho không được phổ biến cái giới luật. Các con hiểu điều đó, cho nên cư sĩ mấy con mà còn mặc cái áo cư sĩ đến nhà hàng sách thì cứ lựa sách thiền với kinh mà mua thôi, còn cái giới luật thôi không dám rớ tới nó để đọa địa ngục chết. Mình đọc nó rồi đây bắt đầu đó, cái tâm của mình giữ không tròn đây, coi chừng mình rớt địa ngục à, thì do cái chỗ đó là cái chỗ mà cái mánh khóe của các cái bực mà đi trước mà sợ người ta biết giới luật để chỉ vạch cái mặt của mình ra à, cho nên mới có cái lối mà cấm đoán như vậy. Thì trong cái kinh mà Bồ Tát Giới đó à, các thầy nào mà có thọ Bồ Tát Giới rồi thì biết nó cấm dữ lắm đó, chứ đâu phải chừa thường. Đó là cái giới của Bồ Tát Giới mà, các vị là Bồ Tát thì các vị chỉ biết cúng dường bố thí thôi, chứ mà các vị rớ tới giới luật là các vị bị đọa địa ngục. Nếu một người biết giảng về giới luật thì sự linh động của giới luật càng tuyệt diệu, khiến cho mỗi thời đại và mỗi xã hội đều thích thú, đều thích nghi, và người tu theo giới luật đạt được kết quả sở nguyện thiết thực hiện tại. Còn ngược lại, đem giới luật, đem giới bổ mà dạy theo kiểu văn điều, giới luật khô cằn, chết cứng mà áp dụng vào sự diễn biến linh động của mỗi thời đại và mỗi xã hội sống động đang tiến lên thì không thích nghi. Cho nên giới luật mà giới bổ phải bị chết non, không thể phát triển được. Nghĩa là bây giờ mà đem giới bổn ra mà dạy cho cái thời đại của chúng ta thì nó không phù hợp đâu, nó không linh động đâu. Nhưng mà đem giới kinh mà dạy thì rất phù hợp, bởi vì giới kinh nó có giới hành, cho nên nó rất phù hợp, người ta thích thú. Mỗi một cái giới mà người ta được học rồi, người ta áp dụng vô, người ta thấy giải thoát, người ta khoái vô cùng. Thôi mình ăn ngày bữa, bây giờ mình giải thoát được hai bữa, mình thấy khoái quá, sáng trưa chiều không lo gì nữa hết. Mà trong khi mới học được cái giới ăn bữa thì người nào cũng khổ sở hết, nhưng mà vì nó không có phát hành, cho nên do đó mà cái người đó khổ sở hoài. Còn chúng ta ăn bữa, chúng ta có pháp hành, cho nên chúng ta dùng pháp hướng nè, dùng pháp tùy nè, dùng cái pháp quán nè, từ đó chúng ta mới thấu đạt. À, miếng ăn thì bất tịnh, có gì mà ham, bỏ vô cổ nó ngọt rồi cái nó mất đi, nó đâu có gì, ói ra thì không ai thèm hết, mùi hôi chua chát. Rồi một ngày đêm thì tống nó ra thì nó hôi thối, không có chỗ nào mà chê. Thì do đó mình dùng pháp quán mình đã thấy nó rõ rồi, cho nên mình chán nó, thấy không? Vì vậy mà bây giờ mình dùng pháp mà pháp hướng mình đoạn dứt nó, cho nên những cái đó mình nhắc nhở mình dứt đoạn ra đi. Thì mình dứt đoạn nó thì tức là nó không còn thèm ăn nữa. Thì trong vòng tuần lễ mình thấy đồ ăn mình ghê gớm quá, thôi cái gì ăn được nhé cho nó no bụng mình thôi, chứ còn không ham ăn nữa. Từ đó mình ăn bữa mình thấy khỏe re. Như vậy là rõ ràng cái người mà dạy giới bổ thì nó khô cằn, cho nên cả tháng trời mà cái người mà giữ giới ăn bữa trời họ còn khổ. Còn thầy dạy có tuần lễ thì quý thầy thấy ăn, nhưng mà ngay khi mà nghe nó quán bất tịnh rồi thì cũng thấy hết ham ăn rồi. Cho nên từ cái chỗ mà biết giới rồi thì chúng ta thấy ăn ngày bữa chúng ta thấy khỏe, chiều tối nó vừa xót ruột cái bắt đầu đồ ăn dơ mà ở đó mà ham, thì ngay đó mình nhắc nó cái là pháp hướng mình liền chứ gì. Do đó cái bụng nó nghe nó không xót nữa, phải không? Cho nên mình biết dẹp nó được liền. Cho nên có giới hành nó kèm theo cái giới bổ, cho nên chúng ta đạt được cái kết quả giải thoát an vui. Sau đó chúng ta thấy bây giờ này mà mình không ăn cũng đói, còn mỗi lần giờ này mà không ăn tới bây giờ các con hiểu, ăn ba bữa giờ này mà không ăn thì các con hiểu sao? Trời đất ơi, ngồi đây mà nó muốn lõa người chứ,
phải không? Cho nên bây giờ mình khỏe re, trưa mình ăn, chiều mình cũng không có uống bột, uống gì hết, sướng gần chết, ngồi chơi thoải mái, tâm hồn thanh thản, không lo đói, lo no, coi lo gì hết, mà không ăn, không gì hết, phải khỏe không? Đó là giải thoát chứ gì, nó rõ ràng mà. Đó là những cái giới mà đem đến cho chúng ta những cái pháp để làm cho chúng ta giải thoát. Nó thầy đem cái ví dụ để chúng ta thấy được cái chỗ mà tu giới của chúng ta là như vậy. Vì vậy gọi là giới bổn, mà là thầy của chúng ta, ông thầy dạy chúng ta là có giải thoát. Cho nên chúng ta, ông thầy này dạy ngon quá, ông dạy mình ăn bữa thì bây giờ mình làm được liền, cho nên bây giờ giải thoát được liền. Vậy thì không tin ông thầy sao còn tin ai nữa. Đó, ông thầy của mình là giới mà. Thì quý thầy thấy nó rõ ràng cụ thể, mà thầy đem cái giới này mà thầy dạy thì tức là phải người ta phải thấy có thực tại cái sự giải thoát thì người ta phải ham thôi, chứ đâu phải như mấy ông thầy dạy dưới bổn đi lộn tộn như khỉ mà người ta lại coi như là quái vật. Tức là làm sao mà thực hiện được cái đạo pháp trở lại mà trường tồn lại được. Đó. Muốn đem những văn điều giới luật ba ti mô ca chết cứng đặt lên đầu của mỗi người đệ tử Phật của mỗi thời đại một cách sống động, thật là một sự kiện khó khăn, cũng là một việc làm chẳng hợp lý. Nghĩa là bây giờ mình đem cái giới mà cái giới bổn Bồ Tát Moka này mình đặt trên đầu mỗi đệ tử của Phật, mình bảo họ phải chấp hành, phải làm như vậy cho đúng, phải ăn ngàn bữa mà mình không có cái giới hành, thì đó là một cái điều rất là khó khăn, không phải là dễ mà cũng không hợp lý nữa. Giới luật của Phật đâu phải là làm cho người ta khổ. Nói cho nên thầy thường nhắc mà, đạo Phật không làm khổ mình mà không làm khổ người. Bây giờ mình đem pháp môn giới luật ra mình bắt người ta vậy phải làm khổ. Cho nên cái ông mà cái ông mà hoằng nhất này, ông đi, ông là luật sư, ông đi giảng luật á, ông thấy chính là bản thân ông thấy ông thiểu dục tri túc, ông thấy ông khổ quá mà. Cho nên ông ai dám theo ông. Đó là những kẻ giảng dạy giới luật chích cứng ở trong giáo điều giới luật. Đó là những kẻ không hiểu giới luật. Giới luật là một pháp môn hành thiện. Giới luật không phải là pháp luật. Giới luật là một pháp cứu cánh giải thoát con người ra khỏi biển khổ sông mê cuộc đời. Người dạy giới luật mà không hiểu giới luật đã biến pháp môn vi diệu này trở thành những sợi dây lòi tối, trói con người và làm khổ cho những kẻ tu hành nhiều hơn. Đó, thì thầy nói như vậy thì quý thầy thấy rằng cái người dạy giới luật mà không hiểu được toàn bộ của cái giới kinh đó, mà cứ đứng ở trong cái giới bổn mà dạy thì biến cho cái người tu hành quá khổ sở. Cho nên người ta làm sao người ta tu tập được. Hầu hết các giới sư không hiểu lời của tôi, lời của tôn giả đã đề xuất ra nguyên tắc như thế này. Nên là khi mà tôn giả Ca Diếp á, ổng kết tập cái kinh giới rồi đó, thì ổng đề cái câu mà ổng đề ra, ổng nói như thế này nè: điều Phật đã chế chẳng được phép bỏ, dù là những cái giới nhỏ. Điều Phật chưa chế chẳng được thêm vào. Đó là cái ông Ca Diếp ổng ra cái điều lệ mà khi mà ổng kết tập kinh xong rồi, thì khi mà mọi người đều thông qua hết rồi, chấp nhận đó là đúng rồi, thì bắt đầu ổng có cái ý kiến. Tôi có ý kiến, những cái điều mà Phật đã chế ra rồi, dù nhỏ dù lớn, không được phế bỏ. Mà những cái điều mà Phật chưa chế ra thì chắc không có được ai mà thêm vào. Ông xác định vậy. Bây giờ quý vị có đồng ý không? Đồng ý. Thì như vậy là sau này không được ai thêm vào mà không ai thực ước ra. Đó là ông quyết định như vậy. Ông Ca Diếp ông đó ông quyết định như vậy. Thì tất cả 500 chúng tỳ kheo, 500 vị A-la-hán lúc bây giờ đưa tay lên đồng ý hết. Vậy mà sau này phá vỡ dữ tợn đó. Họ đồng ý ở ngoài mặt chứ trong bụng. Thì lúc bây giờ là các vị đó thánh tăng thì người ta đồng ý rồi. Nhưng mà sau này các vị đó chết đi rồi hết rồi, thì cái số đệ tử sau này tu chưa chứng đó, thì bắt đầu mới tuôn nhau mà sửa cho đã đi, để mà sống cho nó được hạnh phúc hơn. Lời nói này tôi xem hết các bộ luật do các giới sư sản ra và dịch thuật đều chẳng hiểu câu nói này. Nghĩa là thầy đọc hết các bộ luật, thầy thấy hầu như cái lời nói này thì các giới sư mà soạn kinh giới ra họ không hiểu cái lời nói của cái gì. Chúng ta phải hiểu lời nói ông Ca Diếp, nếu mà nói ra như vậy á, thì cái giới luật của Phật làm cái giới luật khô cằn cỗi, không linh động, không đáp ứng phù hợp cho cái thời đại đi lên hoặc gì sao. Thì lời nói đó là hầu hết là các cái vị mà giới sư họ hiểu qua cái chỗ mà như cái kiểu mà giới bổn đó, cho nên nó khô cằn đó. Còn
thầy thì hiểu cái lời nói của ông Ca Diếp không phải vậy đâu. Nghĩa là ông Ca Diếp xác định rằng cái giới luật của Phật đã đặt ra là làm thầy cho tất cả các thầy tỳ kheo sau này, nó linh động và nó như là một Đức Phật sống tại thế, cho nên không được thêm mà cũng không được bớt gì hết. Nghĩa là ngay từ giới luật đó chúng ta có thể linh động được mà không phải thêm giới luật trong đó. Ở đây ví dụ chẳng hạn là bây giờ Phật đâu có cấm uống cà phê, đâu có cấm uống hút ở phiện, mà bây giờ chúng ta linh động là ngay chỗ cái giới thứ năm là uống rượu, là chúng ta biết rượu là nghiện gặp, làm cho mất trí tuệ, cà phê cũng làm nghiện, mà thuốc phiện cũng làm nghiện con người, thuốc lá cũng làm nghiện con người, thì lấy cái giới thứ năm đó mà chỉ họ ra đừng có phạm, thì chứ có đặt thêm cái giới thứ sáu đâu, phải không? Các thầy thấy có phải thầy có đặt thêm cái giới thứ sáu đâu? Chỉ ở trong cái giới thứ năm mà Phật đặt ra như vậy nó đủ trọn vẹn ở trong đó rồi. Những cái gì mà làm cho chúng ta mà gây cho chúng ta những cái thích thú theo cái dục lạc của thế gian thì dẹp nó qua một bên đi. Nó là cái điều của giới luật của Phật như vậy, thì nội cái giới thứ năm nó đã đủ chúng ta rồi. Cấm người ta uống trà nè, cấm người ta uống cà phê nè, cấm người ta không có hút ở phiện nè, không có hút cần sa nè, không có hút thuốc lá nè, thì đủ rồi. Thì nó là giới thứ năm thôi chứ còn cái gì nữa mà thầy thêm, có giới nào đâu mà nói là thầy thêm. Đó, thì như vậy là chúng ta linh động được trong mỗi thời đại. Đó. Chứ còn nếu mà dạy giới luật mà không linh động vậy thì cứ chế ra rồi bớt, chế ra rồi bớt, chế ra hồi 348 giới, giờ chế riết 100 giới, rồi chế riết là 1000 giới nữa, chế riết rồi cái bản, bởi vì cái ngày mà hồi mới độc lập á thì nó cái bản hiến chương nó có bao nhiêu giới thôi, bây giờ tính ra không biết là bao nhiêu giới, bộ luật bây giờ nó gì vậy, trời đất ơi, dân chúng đụng tới đâu cũng đụng ráo hết. Phải không các con, thấy không? Đó là cứ mỗi ngày quốc hội cứ chế giới giết ra nó. Trời ơi, bộ luật dân sự, bộ luật mà hành sự gì nó quá nhiều. Bớt thì không thấy bớt mà cứ chế ra riết. Đó, thầy nói bởi vì giới luật của Phật á, mà nếu mà cứ cho mà chế thêm mà như ông Ca Diếp, bởi vì ông Ca Diếp cũng nói là chẳng đứng là giới luật của Phật đủ, linh động đủ cái sức mà có thể làm cho người tu sĩ thanh tịnh được trong giới, chứ đâu phải cần phải chế thêm. Mà bớt ra thì không được, bởi vì bớt ra làm thiếu. Thiếu tức là cái oai nghi tế hạnh của nó đi mất đi. Cho nên mình thấy những cái giới nhỏ nhặt, chẳng hạn là như thầy nói, bây giờ đó mình đứng để cho mọi người đều là xá của mình, rồi lần tự bưng cơm từng bát đi sớ bát, vậy nó có cái trật tự oai nghi chứ gì. Mà giờ mình bớt cái giới đi thôi, tới bữa đó cứ ngồi ăn đi, rồi đem cơm ra thì mọi người xúm nhau, người này xúm rồi tới người kia, coi có phải chúng ta giành giật chồng giật nhau không. Còn oai nghi tế hạnh chỗ nào không? Tuy là cái giới nhỏ nhưng mà nói lên được ý chí nhẫn nại của chúng ta trong khi chúng ta đứng chờ. Đó là cái sự tu tập của chúng ta, đó là cái sự rèn luyện con người của mình có cái đức tính nhẫn nhục chứ. Còn nếu không có vậy thì chúng ta bộp chộp lắm, ai lại không muốn đi trước, ai cũng muốn ngồi trước cho khỏe, chứ ai muốn bởi vì cái đó là cái dục lạc mà. Cho nên giới luật nó làm cho chúng ta hạn chế, tránh xa những cái thứ dục lạc, ly dục mà. Bởi vì hiểu được như vậy chúng ta mới biết được con đường giải thoát chứ. Đó, hôm nay thầy nói hết để cho quý thầy thấy rằng khi mà dạy về giới luật, bởi vì thầy dạy rồi đây tới cái giai đoạn mà thứ ba của giáo án mà dạy về cái giới hành, tức là 33 phẩm trợ đạo, thì phải dạy hết cho quý thầy thấy trong cái hành như thế nào để đạt được những cái giới của chúng ta, chứ đâu phải là cái gì khác hơn. Bởi vậy nó mới toàn diện là thầy của chúng ta, chứ còn ông thầy mà nó thiếu khuyết một chút đó thì làm sao ông thầy dạy chúng ta được. Thầy mà không có đủ ba cái oai lực như vậy á, thì không thể dạy chúng tỳ kheo sau này, không thể dạy cái đời sau này. Mà đủ ba cái oai lực như vậy á, tức là cái giới luật mà Đức Phật đã di chúc lại làm thầy chúng ta, thì mới có đủ ba cái oai lực đó. Chỉ có giới mới đủ thôi, chứ không có một người tu sĩ nào mà đủ hết. Ở đây thầy nói thật sự thầy cũng có sở trường của thầy, chứ làm sao mà thầy toàn diện được hết cái đó. Cho nên thầy đâu phải là thầy của quý thầy, mà chỉ có giới luật nó mới đủ toàn diện ba cái oai lực đó. Cho nên giới luật là thầy của quý thầy. Còn thầy bây giờ thầy có thực hiện cái gì đi được đi nữa, nó cũng không phải là đệ nhất được. Nó ví dụ như bây giờ bây giờ thầy giảng cho quý thầy nghe như vậy, thì thầy có cái sở trường của thầy ở chỗ nào ở trong đó thôi, chứ không thể nào thầy toàn diện hết được. Cho nên thầy không thể làm thầy của quý thầy được, mặc dù những cái khác thầy làm được, nhưng mà nó không phải sở trường của thầy. Ví dụ như bây giờ thầy, ví dụ thầy dùng cái tứ như ý túc, thầy dục như ý túc, thầy một thân thầy biến ra một thân được, nhưng mà nó không phải là chuyên môn của thầy. Thầy làm được nhưng mà nó không phải chuyên môn. Còn cái sở trường của người ta nó chuyên môn, chẳng hạn nào như bây giờ thầy phải 2 phút thầy mới biến ra được thằng một con người như thầy ngồi bên. Còn cái ông mà chuyên môn nháy mắt cái ngồi rành đống rồi, nó chuyên môn mà nó lanh nó lẹ. Các con hiểu điều đó, cho nên người ta chuyên môn là người ta để nhất, người ta phải nhanh. Còn ông Xá Lợi Pháp
khi mà hỏi ông á thì ngay đó ông phóng ra ông trả lời liền, không cần suy nghĩ. Còn thầy, thầy đâu có để nhất trí tuệ được, cho nên thầy phải suy nghĩ rồi thầy trả lời. Thì thầy trả lời cũng đúng, ông Xá Lợi Phất cũng đúng, nhưng mà ông Xá Lợi Phất ông phóng ra liền, còn thầy phải có thời gian, cũng ít ra phút thì mới trả lời được. Còn ông ta đâu cần, hỏi rồi trả lời liền. Thì như vậy là người ta đại trí tuệ, còn thầy thứ tiểu trí tuệ mà đem ra mà làm sao làm thiên hạ được, phải không? Thầy nói như vậy là quý thầy sẽ biết được ở trong con đường của Phật pháp là cái người nào làm thầy của mình. Còn giới luật của nó đủ hết trong này rồi, cho nên hỏi tới đâu là nó phóng ra, nó trả lời liền tức khắc, chứ nó không có chậm chạp như chúng ta đâu. Bởi vì nó tròn đầy tất cả các cái sở trường, nó được đầy đủ như Đức Phật ngày xưa. Bởi vì chỉ có giới luật mới là chính Đức Phật còn tại thế, cho nên ông Phật cũng xác định đó, nghĩa là giới luật còn là ta còn, mà giới luật mất là ta mất, mà giới luật còn là đạo ta còn, giới luật mất là đạo ta mất. Cho nên cái giới luật mà hôm nay thầy giảng cho quý thầy thấy đó, đó là cái giới luật đó, chứ không phải là giới bổn mà theo các sư mà dạy về giới luật mà kết tập lại đó gọi là giới, giới đó làm thầy của quý thầy. Lời nói này tôi xem hết các bộ lực do các giới sư sản ra và dịch thuật đều chẳng hiểu câu nói nào, nghĩa là không hiểu cái lời nói của ông ta. Nếu đọc lại kinh giới cho kỹ từng chỗ của Phật chế giới ra, thì dù bất cứ thời đại nào, xã hội nào, tiến đến đâu, lùi đến đâu, thì những chế giới này đều phù hợp cho mọi hoàn cảnh xã hội và sự thay đổi của thời đại đó, rất ăn khớp và rất linh động, không cần luật sư chế giới thêm mà cũng không cần giảm bớt. Bởi vậy Đức Phật mới di chúc lại: các thầy tỳ kheo phải lấy giới luật của ta làm thầy. Bởi vì nó đủ như vậy đó, nó đủ cái quay đức nó như vậy mà nó linh động như vậy. Trường hợp thời đại chúng ta tiến bộ tới cái mức độ nào thì giới luật chúng ta cũng tiến tới mức độ đó, mà thời đại lùi lên đến mức độ nào, đến khi mà lạc hậu đi còn những cái bộ lạc, thì giới luật của Phật nó cũng lùi lại để đứng cái tầm dốc đó để mà hướng dẫn người ta tu vậy thôi. Cái giới luật của Phật nó di diệu vậy, chứ không phải là nó thời đại chúng ta khoa học tiến bộ thì giới luật của Phật đặt cách đây 2540 năm nó lỗi thời rồi, như mấy ông giới sư, như mấy ông giới kinh đều nói là lỗi thời rồi, nó không hợp. Đó là cái hiểu không hiểu giới luật của Phật, mà giới luật của Phật đã có cái sự định đoạt trước của Đức Phật đã suy nghĩ. Cho nên đọc lại kinh giới chúng ta thấy ông Phật ông không phải chế giới có một lần đâu, ông chế nhiều lần mới chấp nhận một giới của ông. Các thầy phải hiểu cái sự kỹ lưỡng của Đức Phật như vậy, chứ ông chế rằng lần ông để đó cái rồi bắt mình thì như vậy ông chưa có chính xác đâu. Cho nên nhiều lần ông chế, có khi một cái giới ông chế 3 lần 5 lần. Quý thầy học kinh giới quý thầy biết liền à, chứ đừng chứ không có tới đây thầy dạy giới bổn rồi thầy sẽ thấy ông Phật ông chế sửa đi sửa lại nhiều lần để mà chính xác cho sau này sẽ làm thầy của các vị tỳ kheo. Ông đã biết trước cái vấn đề đó, trước khi ông còn 10 năm 20 năm ông thị tịch là ông đã biết, là chuẩn bị từ khi mà ông soạn ông chế giới ra là ông đã biết được cái người nào là thầy của chúng tỳ kheo sau này. Cho nên ông rất kỹ trên cái vấn đề mà viết ra cái bộ giới luật, chứ đâu phải là viết một cách như hàm hồ như chúng ta bây giờ đặt ra cái thanh quy mà bữa nay trật bữa mai trật thì sửa lại, không phải đâu. Đó là một ông thầy của chúng ta thì Đức Phật phải chỉnh đốn cái ông thầy cho những vị tỳ kheo sau này, cho những người đệ tử theo đạo Phật sau này. Cho nên Đức Phật phải chỉnh đốn nó rất kỹ chứ không phải là thường. Bởi vì đọc chúng ta mới hiểu được cái chỗ chế giới, tại sao chế nhiều lần. Chứ còn nếu mà ông Phật coi thường giới á, thì ông chế lần thôi được thôi, chứ còn chế đi chứ lợi chứ cho mắc công, bắt buộc họ cứ khép như vậy thôi, còn phải chế giảm tới giảm lui cho nó phù hợp đó. Nó phù hợp bởi vì cái người này phạm vậy, người kia phạm vậy, mà nó chỉ có một cái giới thôi mà bị phạm vậy, mà cái người trường hợp này người trường hợp kia nó phải có sự sai khác, cho nên Phật mới chế ra nhiều lần vậy để cho nó chỉnh đốn lại cái giới đó cho nó phù hợp. Nếu giới luật chưa được chỉnh đốn thành một pháp môn bất di bất dịch, còn có sự thay đổi thêm bớt, chắc chắn Đức Phật không di chúc các thầy tỳ kheo lấy giới luật làm thầy. Nghĩa là nó còn sự thay đổi, như cái lời mà có ông A Nan mà học lại đó, khi Đức Phật sắp mà dập diệt á thì nói có những cái lỗi nhỏ nhặt, có những cái giới luật nhỏ nhặt á thì cần phải bớt đi. Thì ông Ca Diếp mới bắt tội sao hồi đó ông Phật nói vậy, sao ông hỏi cái giới nhỏ nhặt nào mà bớt, thì phải hỏi những giới đó những giới nào mới biết bớt, chứ còn bây giờ ông nói giới nhỏ nhặt, tôi biết cái giới nhỏ nhặt nào mà bớt, phải không? Có thầy hiểu ông nói chuyện nó vừa thôi chứ đâu nói chuyện đó được. Phật nói những cái giới nhỏ nhặt thì cần phải bớt ra, thì ông hỏi: thưa Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, vậy những cái giới nhỏ nhặt đó là giới nào mà Đức Phật bảo bớt ra, thì Đức Phật chỉ định cho chúng con sau này chúng con bớt ra. Con đàn này tại sao ông hỏi bây giờ, ông nói những cái giới nhỏ nhặt bớt ra, tôi biết cái giới nào bây giờ tôi bớt ra, đọc thì đọc hết cái bộ giới vậy rồi, bây giờ biết cái giới nào là nhỏ,
không? Thì thử hỏi các thầy coi cái ông Anan có nhiều chuyện không? Thành ra thầy nói đây là những cái người sao đặt điều, chứ không phải ông Anan nói đâu. Ông Anan không có bao giờ nói lời nói đâu. Đặt điều ra nhiều cái thứ chuyện để mà phá giới, chứ không phải là để thêm bớt ra đó. Bởi vì mình xét ra những người mà trong cái thời Đức Phật là những bậc đắc đạo, không có bao giờ mà giọng ngữ phi thời. Không lý được cái trí tuệ của ông Anan là người đa văn như vậy, mà khi Phật nói vậy ông không hiểu sao mà hỏi. Đâu ngu si đến cái mức độ đó. Để tới ông ta giết mà nhắc vậy mới thấy cái lỗi của mình, thì đâu có phải chuyện đó đâu. Người mà đa văn thông minh như nói đâu nghe đó rồi, thì đâu phải là cái người thường. Mình có nghe rồi mình như cái máy này không, mà mình còn nhớ kìa, mình còn biết kìa. Còn cái máy này mình nói đâu thu vô đó. Thì ông Anan là như cái máy cassette chứ gì. Ông Phật nói đâu ông nhớ, cho nên ông kết tập kinh điển, ông nói gì dứt không có một cách nào mà sai hết. Phật nói sao ông nói y vậy. Nó thì quý thầy thấy trên cái vấn đề đó phải là một người có trí tuệ thông minh như ông Anan, chứ đâu phải là người tầm thường. Thế mà ông Phật nói cái chuyện như vậy mà ông không hỏi, thì như vậy là ông như thế nào? Họ đánh giá trị của ông Anan quá thấp kém, làm y như là mình nói ra rồi không nhớ gì hết, quên hết. Đầu óc chắc bộ lo đi chợ vậy, ăn hủ tiếu. Cho nên cái lời nói mà có những giới luật nhỏ nhặt sau này á, mà cần phải thêm bớt á, cần phải bớt đi á, tức là người sau này đặt điều ra, chứ còn không phải là ông Anan hay hoặc là một vị thánh tăng nào trong cái thời Đức Phật mà nói điều đó. Còn nói giới luật không linh động, chết cứng là tại giới sư chế cứng, chứ không phải giới luật của Phật mà chế cứng. Nghĩa là mình chế giới ra đó, mình không có hiểu giới, mình chế ra giới rồi mình chế giới rồi mình gò bó bắt buộc người ta phải giữ gìn vậy, thành ra cái giới hành nó không có. Do đó đâu có biết, chỉ thấy ba cái ví dụ như thấy tứ diệu đế nè, tứ như ý túc nè, rồi thấy như là thất giác chi nè, rồi tứ niệm xứ nè, họ nói đó là pháp tu, chứ họ đâu có hiểu đó là cái giới hành của người ta, họ đâu có hiểu. Cho nên cái mấy ông giáo sư này ông đâu có hiểu là 37 phẩm trợ đạo là giới hành của giới luật của Phật, ông đâu có hiểu. Cho nên ông thấy đó là pháp môn tu chứ đâu phải là giới. Nhưng mà cái người mà người ta am hiểu giới, người ta biết đó là cái hành động để thực hiện cái giới. Mà cái giới là cứu cánh, mà cái giới là thiện pháp, nó làm cho chúng ta thoát khỏi sự đau khổ, cho nên đó người ta mới biết là giới hành. Còn cái người mà không tu không biết, do đó thấy đó là pháp môn, chứ còn 38 phẩm trợ đạo là pháp môn tu chứ đâu phải là giới hành. Còn người tu người ta biết đó là giới hành để áp dụng cho chúng ta đạt được cái giới, cho nên nó làm cho tâm chúng ta mát lạnh. Đó thì quý thầy thấy ở đây thầy giải thích rất rõ cái sai cái lợi của cái người từ cái người xưa cho đến bây giờ, chứ không phải là cái người bây giờ không đâu. Tại vì họ không có chứng đạt được cái sự tu hành của họ, họ không có cái đầu óc của một cái người mà chứng, cho nên họ không có thông minh được, cho nên họ không thể thấy được, mà chỉ tưởng giải và kiến giải của họ ra bằng cách là nghĩ tưởng của nhà học giả. Họ nói họ lý luận trên mây xanh á, mà rốt cuộc rồi họ không hiểu Phật pháp cái gì hết. Giới luật của Phật là ông thầy sống động của chúng ta như Đức Phật còn tại thế. Bởi vì giới luật của Phật phải được là như ông thầy mà sống động như Đức Phật. Ông Phật bây giờ là một cái giới luật rất là sống động, cho nên chúng ta hỏi cái gì là ông trả lời liền ngay cái đó. Thì cái ông thầy giới luật mà Đức Phật đã chỉ định á, cho chúng ta sau này nó cũng sống động như vậy, chứ sao lại cứ chết khô căng. Thì quý thầy mới hiểu được cái chỗ mà thầy giảng cái giới luật hôm nay, mới thấy rõ được cái đường đi mà của đạo Phật là ông thầy của chúng ta đó. Cho nên giới luật là pháp môn rất linh động cho mỗi trường hợp, mỗi hoàn cảnh, mỗi con người để thực hiện tu tập có kết quả ngay thiết thực hiện tại, mới xứng là ông thầy của các vị tỳ kheo. Đầu như giới luật mà quý thầy mà quý vị giới sư đang giảng dạy, các vị này đang giải giới điều chết cứng cho quý vị. Họ không hiểu gì về giới luật của đạo Phật, họ không hiểu ngay cả chữ tam vô lậu học, họ không hiểu chữ tam vô lậu học là cái gì nữa, thì làm sao giải pháp môn của Phật họ hiểu theo kiểu thế gian thường tình. Giới là giới điều, là pháp luật, là bắt buộc mọi người tuân theo phải giữ gìn, dù có khổ đến đâu cũng phải giữ gìn. Đó là cái sai thứ nhất. Giới luật của Phật là pháp môn vô lậu, khiến cho người tu được giải thoát, thế mà pháp môn này trở thành kiết sử triền phược, trói chặt người ta tu hành. Đúng phải không? Các con thấy cái giới bổ mà đưa ra có phải là kiết sử không? Có phải là sợi dây trói chặt không? Cho nên họ khổ quá trời ơi, ăn ngày ba bữa đỡ, còn bây giờ quất bữa thì như vậy, thế này phải khổ không? Có thấy giải thoát gì đâu.
ăn một cục đường chút cũng không cho, uống ly nước chanh cũng được, phải không? Các thầy phải nghĩ cái điều đó. Gì mà khó khổ, đâu phải là nuốt cả bụng ha, hoặc là ăn bữa cơm như người ta đâu, uống có chút xíu cũng không được, cũng phi thờ phi thờ. Đó, thì như vậy là các thầy thấy nó khô cằn, nó thành những cái sợi dây kiết sử, nó trói buộc cái người tu chúng ta trở thành quá khắc khổ. Vì thế mà họ phải phá giới và thay đổi giới bằng cách địa chuyển Đức Phật cho bỏ những giới nhỏ nhặt, nghĩa là